Hello, xin chào các bạn quay trở lại với kênh điện thoại. Và ngày hôm nay trên tay mình hiện tại đang là một cái sản phẩm đến từ Apple, và đó chính là chiếc iPhone XR. Như các bạn đã biết thì đây là một cái chiếc máy mình đã gửi đến các bạn những cái trải nghiệm của mình trong một cái video về một chiếc điện thoại có mức pin, dung lượng pin rất là trâu, thời lượng sử dụng. Ví dụ như từ hôm qua mình sạc 100% từ chiều, nhưng mà hôm qua mình không chơi game một chút nào cả, thế cho nên hiện tại nó vẫn còn độ khoảng tầm 33% pin. Và mình sẽ sử dụng 33% pin này để thực hiện chủ đề của video ngày hôm nay, đó chính là test hai cái tựa game Liên Quân Mobile và PUBG Mobile, để xem là với cái hiệu năng là con chip A12 thì sắp tới chúng ta có con chip Apple A14 thì nó sẽ còn mạnh mẽ như nào. Bởi vì mình chắc chắn với các bạn rằng các bạn có thể là vẫn chưa hình dung ra được cái mức độ ổn định cũng như là khỏe đến từ con chip A12 này đâu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với tựa game đầu tiên nhá, đó là Liên Quân Mobile. Sắp tới thì có lẽ là mình sẽ đợi cái thời gian 27 tháng 10 sẽ là cái thời điểm mà cái tựa game tốc chiến ra mắt, thì thử xem thực hiện những cái video ví dụ như là iPhone nào thì sẽ chơi được cái tựa game đó và trải nghiệm trên từng chiếc iPhone nó sẽ như thế nào. Và ở đây thì bây giờ mình sẽ show cho bạn cái mức cấu hình. Hiện tại ở đây chúng ta đang chơi ở mức FPS cao này, và ở dưới này thì độ phân giải HD siêu cao này, nhưng mà cuối cùng thì ở cái phần này thì lại đó, cái này cũng bật được max lên HD, và họ có khuyến cáo là sẽ bị drop khung hình cũng như là sẽ bị giảm pin ấy. Đấy, hao pin nhanh thì ok thôi, chúng ta phải đánh đổi thôi. Rồi, và bây giờ thì vào một trận đấu tổ hợp nhá. Bật cái âm thanh lên cho các bạn nghe. Ok, loa của XR cũng rất là tốt, nói chung là loa của iPhone thì từ trước đến giờ mình không có ý kiến gì cả về cái bộ loa này, nó vẫn rất là ok. Đó, với những chiếc máy như này thì thật ra là mình cũng chẳng bao giờ bật nó mắc lên cấu hình cả. Bởi vì một khi mà mình xác định chơi game ấy, mình phải chơi khoảng tầm 2 cho tới 3 và liên tục. Thế cho nên là cái việc bật mức cấu hình lên thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có cái trải nghiệm nó ok hơn, nó sẽ đã mắt hơn rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì để thực dụng, rồi đúng không, anh em leo rank thì chả ai muốn là đang chơi bị kiểu nóng máy quá xong rồi tối màn, hay là nó sẽ xảy ra một vài những hiện tượng liên quan tới kiểu drop khung hình, nóng máy cũng rất là khó chịu đó. Cho nên phải nói với anh em trước, nếu như mà anh em bật lên mắc cấu hình thì sẽ phải đánh đổi lấy một phần dung lượng pin tiêu hao, cũng như là thân máy nó sẽ nóng lên khá khá. Ở đây thì mình có sử dụng một cái ốp trong, rồi bỏ luôn ra đi để có thể cho các bạn cái cảm nhận nếu như mà các bạn nào dùng iPhone trần. Và thường thì mình thấy chúng ta không hay có cái thói quen là chúng ta bỏ ốp ra khi mà chúng ta chơi game, nó cũng sẽ tản nhiệt tốt hơn rất là nhiều. Đấy là một cái lời khuyên dành cho các bạn thôi. Và với thiết kế này thì mình thấy là khi chơi game cũng không có vấn đề gì đâu, bởi vì mình cũng đã làm quen với cái kiểu chơi game này, với cái kiểu thiết kế tai thỏ này trên chiếc Xiaomi Mi 8 rồi. Và cảm giác nhá, nếu như mà chơi với những cái game này, đặc biệt là PUBG Mobile, mình có thể nhét luôn cái nút bắn lên trên này, vừa khít vào cái phần này luôn. Đấy, thì bấm nó kiểu nó cũng khá là chủ động hơn đấy. Các bạn thử tham khảo cái cách đấy xem. Rồi, và bây giờ mức FPS của chúng ta đang là 60 nhá. Hoàn toàn rất là ổn định khi mà mình lia sang những cái bộ phận khác trên cái phần bản đồ. Rồi. Đấy, đi vào cây thì nó cũng rung rung này, đi vào ra sông thì xem là như nào. Ra sông nó không ấy này các bạn ơi. Đúng không? Nó phải rung rung mặt nước ấy nhở. Đây chỉ rung cỏ rồi. Nó biết mình ở đây trong này chưa ta? Xin lỗi. Kéo chơi mà. Ấy, nó đang đi ở nước nó phải ấy nhở. Đang mắc cấu hình rồi ấy nhở bạn nhở. Mình bật mắc rồi mà. Thôi kệ đi. Quan trọng là cái trải nghiệm nó như thế nào chứ còn. Ui, không kéo được ai đều. Ôi, thì phép đi. Để đẹp quái, đợi hồi chiêu. Mình kéo nó chỉ có chuẩn. Thế luôn này. Khó rồi. Cố lên. Cố lên chạy về đi. Sai lầm đấy. Ui, không được rồi các bạn ơi. Bị ép quá. Rồi, và nhận xét một chút nha, từ nãy giờ mình chơi thì máy nó chỉ ấm ấm thôi, chứ nó không hề nóng một chút nào cả. Đấy, chơi vào game từ nãy giờ chắc cũng khoảng tầm 5 phút rồi. Ba hoa Buffett cũng phải được 5-7 phút rồi, 3 phút rồi. Và từ nãy giờ mức FPS nó thì nó vẫn ổn định như thế thôi.
Thôi đi về cái nhở. Thôi cho anh theo nát về trước. Có về không? Nói chung là với hiệu năng của con chip Apple A12 thì các bạn cứ yên tâm, với tựa game Liên Quân thì chúng ta vẫn có thể chơi ổn định được khoảng năm nay là 2020, thì cũng phải đến 2022 thì nó tã lắm thì tã, nó cũng phải được 2 năm nữa. Đó, cho nên anh em hoàn toàn có thể cân nhắc về mức giá của chiếc iPhone XR đang rất tốt tại điện thoại 2.vn. Với mức giá độ khoảng tầm 10 triệu chúng ta có phiên bản 64GB quốc tế rồi. Đấy, anh em thấy mức giá như thế nó có hợp lý hay không? Theo mình là hợp lý đấy, bởi vì đây có thể coi là một cái chiếc iPhone cơ bản và nó sở hữu một cái dung lượng pin rất là tốt. Thì nó không kiểu pin hẹo như là X, hoặc là nó cũng sẽ không cao cấp như là XR. À, nó cũng sẽ không cao cấp như là XS Max. Đấy, đổi lại nó có một cái viên pin ổn, cực kỳ ổn luôn đấy các bạn ạ. Mình dùng mà kiểu lần đầu tiên mình có cảm giác sử dụng iPhone pin nó lại kiểu được thoải mái như thế. Chứ còn ngay cả đến trước là dùng 7 Plus hay là những cái chiếc máy kia thì nó cũng không được thoải mái cho lắm. Ok. Ồ, nó quay lại. Nó quay lại cả mình. Kéo nào đi à? Kéo nào đi à? Kéo nào đi này, ok. Bảo không tin cơ cơ. Thề luôn đấy. Thế chịu rồi. Con này bên đó mình biết bảo cây tin á. Thề luôn. Ôi, quả đấy đang em mình phải kéo được rồi. Thôi anh ơi. Thôi anh ơi. Cho về đi. Ui, nó đứng lại một nấc thôi, pê trụ anh em ơi. Đấy, nói tóm lại là mình đã đưa ra lời nhận xét của mình về cái khả năng chơi Liên Quân rồi nhá. Trên chiếc máy XR này thì với con chip A12 nó vẫn là một cái gì đó rất là ổn định và sẽ giúp cho các bạn có cái khả năng chơi game cực kỳ tốt. Đấy, với một cái con chip như vậy, với một cái mức giá như vậy thì anh em nghĩ nào về iPhone XR? Mình nghĩ là mình sẽ thực hiện cái video này nhận xét một chút cho nó cực kỳ là công tâm dành cho các bạn luôn. Ui, sai lần rồi. Kéo được AD không? Ui, khó đấy nhở. Một máu kìa. Double kill cho AD nó luôn rồi. AD mình đánh nó không chủ động ấy. Có lẽ là nên tách ra làm hai video để cho anh em xem một cái XR PUBG với cả một cái XR Liên Quân. Cho nên là mình, nhưng mà hai cái mình sẽ quay tại hai thời điểm khác nhau. Để cho ví dụ như là chơi thì nó sẽ, ví dụ như là mình vừa test Liên Quân xong rồi chuyển ra PUBG thì cảm giác là máy nó đã bị nóng sẵn rồi, nó không đánh giá khách quan được. Đấy, cho nên là mình sẽ tách ra làm hai video. Và mình sẽ chơi trọn vẹn cái ván Liên Quân này để đưa ra cái kết luận cuối cùng dành cho các bạn luôn. Nên là có những cái đoạn nào cảm nhận như nào là anh em có thể thấy được luôn. Ui, thế luôn đấy. Rồi như thế này mà mức FPS nó vẫn rất là ổn định nha các bạn. Một pha combat với 4 tướng. Bên mình trận này có vẻ căng rồi, đấu thường nhưng mà team bạn đánh rất là gắt. Vào rừng rồi đâm chém các kiểu. Đấy, FPS cực kỳ ổn định với những cái hiệu ứng skin tung ra thì theo mình Liên Quân Mobile không phải là một cái tựa game quá khó khăn cho chiếc iPhone XR này. Rồi ok. Và việc của mình bây giờ là gánh team. À đâu, không phải gánh team mà phải tìm lại chính mình hả? Game mà mình đã hơi quăng rồi. Ui, không kịp bật giáp ạ. Thế luôn, đánh trận này cứ làm sao nó cứ quăng quăng ấy. Rồi, không sao cả, lên với cả AD là xong. Tề cái trụ. Để xem một chút tiếp theo về phần màn hình thì như các bạn đã biết là chúng ta sở hữu một cái tấm nền nó không được xuất sắc như những cái phiên bản cao cấp. Nhưng chúng ta phải nói đi, cũng phải nói lại, ví dụ như là iPhone 11 thì ngay cả đến cái tấm nền của nó không được ok cho lắm. Thật ra là nhìn với cả, mình đã review trong cái video trước rồi. Thật ra nhìn ấy, nó không khác gì nhau. Nó chẳng khác gì nhau cả. Cảm nhận là đều y như nhau cả thôi. XR với cả iPhone 11 nó sở hữu một cái độ chênh lệch về tấm nền nó không quá lớn. Thế nên các bạn hoàn toàn có thể an tâm sử dụng về cái tấm nền này. Bởi vì nó chính là những cái gì mà chúng ta đã rất quen thuộc từ những cái phiên bản iPhone trước. Ví dụ như iPhone 6, 7, 8 nó đều sử dụng cái tấm nền này mà. Nhưng mà bây giờ với một cái kích thước màn hình lớn hơn, với một cái kiểu thiết kế là viền mỏng này sẽ cho chúng ta những cái cảm giác khác. Nó không như kia nữa, cái kia viền dày vãi đai ra, bây giờ vẫn còn phải dùng nút home. Còn nếu như mà các bạn cảm giác như là các bạn thích cái tấm nền đấy thì các bạn có thể tham khảo iPhone X. Đấy, nhưng mà iPhone X thì hiện tại là giá nó cũng ngang XR nhưng mà hiệu năng thì lại kém như một bậc. XR mình nhớ không nhầm, à không, XR nhưng vẫn chỉ có 3GB thôi.
Ôi, hôm nay mình ôn ti cứ bị dùng sao ấy. Ôi, đâu bao giờ rồi. Ok, và đến đây thì mình cũng đã chơi được gần 15 phút kể từ lúc vào game rồi, và rõ ràng chúng ta không hề thấy một cái dấu hiệu giật lag này, drop khung hình hay là nó bị kiểu nóng quá ở phần mặt lưng máy. Chất liệu mặt lưng máy thì nó được làm bằng kính, thế cho nên là ở phần viền, khung viền này thì nó sẽ là kim loại nha các bạn, cho nên nếu như mà nó nóng thì nó cũng đã nóng rồi. Và với chiếc iPhone XR này thì trong nhiều ngày sử dụng, mình cũng đã có cái trải nghiệm chơi game nó khá là liền mạch, nó không bị gián đoạn, bởi vì là nó có thể xảy ra những hiện tượng ví dụ như là nóng máy quá này, giảm drop khung hình là lại phải đợi một lúc nữa mới được chơi. Đấy, kiểu đấy thì hoàn toàn mình không gặp phải cái tình trạng đấy. Thứ hai, với đồng nghĩa với cả cái điều đó thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng iPhone XR chơi liên quân trong độ khoảng từ 2 cho tới 3 ván, 4 ván thì chiếc máy của chúng ta nó mới bắt đầu xuất hiện cái hiện tượng là hơi bị tối màu một chút đi thôi. Nhưng nếu như các bạn muốn chơi tiếp thì nó vẫn ok. Và dung lượng pin thì nó sẽ cho phép các bạn có thể chơi liên tục độ khoảng tầm 3 ván thì các bạn sẽ đánh đổi lấy độ khoảng tầm hơn 30% pin một chút. Đó là cái mà theo mình dung lượng pin của iPhone XR nó đã đạt được ở cái cảnh giới mà khiến cho chúng ta có thể chơi vẫn kết hợp được nhiều những nhu cầu sử dụng, vừa chơi game vừa giải trí xem video lướt web. Thế cho nên là với mức giá độ khoảng 10 triệu đồng thì theo mình, nếu như mà các bạn nào đang có nhu cầu muốn sở hữu một chiếc iPhone với hiệu năng độ khoảng tầm 2-3 năm nữa với một cái mức giá cực kỳ ngon độ khoảng 10 triệu thì đây là một cái chiếc máy ổn định nhất và đáng mua nhất ở trong tầm giá 10 triệu rồi. Và theo mình, đây sẽ là một cái video test game rất là hữu ích dành cho các bạn đang có một nguồn kinh phí độ khoảng như vậy và muốn mua một chiếc máy để có thể chơi Liên Quân 10 trong 2 năm nữa. Và ý kiến của các bạn như thế nào về iPhone XR, hãy để lại mọi ý kiến cảm nhận của các bạn ở phần comment bên dưới nhé. Và link của sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả của video. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.